Hello, xin chào bạn. Thì hôm nay để quay trở lại đây, hôm nay để qua đây đợi qua nhà độ, ngày hôm nay đợi muốn quay mấy con vịt gà. Cho các bạn xem. Coi như hôm nay đợi sơ, hôm nay để chán quá, không có gì chớ nên thì qua đây để sẽ quay mấy con vịt gà của hàng độ cho bạn xem. Ok. Đây là mấy bé vịt sim nha. Cái gì sim? Đây là một con gà trống. Đây là một con gà trống có hàng độ. Đây là con. Coi đây là một con gà trống. Đây là một con gà trống ơi, gà trống có ăn độ nha. Đây là mấy con vịt sim nè. Vịt sim cùng trên hình như là 7 hình như là 8 9 con. Con để con nhớ cũng không nhầm. Đây là một con vịt cái. Đây là một con vịt máy. Đây là con vịt máy nè. Đây còn con này vịt trống. Trống nữa. Quấn chưa các bạn? Con vịt máy gì to chà bá, vịt máy, máy to chà bá không? Máy to chà bá nữa. Vịt máy to chà phải. To quá cái chữ. Đây là mấy con vịt sim nhé mọi người, sim của độ. Đây là vịt sim, sim. Nhìn này chéo quá, có gì nhìn chơi các bạn, nên thì qua đây để quay miếng vịt miếng gà chứ miếng gà luôn. Có gì chơi. Cái này gà chấm cái này. Oh shit. Đây rồi, khoan chút. Cái con ơi phải nếu không thấy là đứng gần quay giới dễ. Đây là con mấy cái đây là trời chín, hình như 8 9 con vịt sim. Vịt sim nha, cũng vịt là vịt sim hết nha mấy người, đều vịt sim hết luôn. Đây là con vịt trống mà như con tèo hay con tí vậy mấy người, nhìn cũng không rõ nữa. Tèo con tí nữa. Cái con tèo con vịt tàu đàn mấy người. Khoan chút, không biết có không rõ nữa. Đó được. Ở đây thì là có mấy con vịt mái và dưới mấy con vịt trống nè. Còn đây cái con vịt lông màu đen, cái con vịt này vịt trống à. Còn cái con này là vịt mà lông nâu nâu, vịt mái nha. Đây cái con vịt mái là có con vịt mà cái lông nó nâu nâu. Cái vịt mái là cái con vịt mà lông nâu nâu, vịt sim mái nha, vịt sim trống là cái lông nó đen hơn. Đây là một con gà trống mới nhìn nó khá là ngầu phải. Ngầu phải cái chữ. Cái màu lông xanh nó đẹp quá bạn ơi. Con gà trống này nó đẹp phải chữ. Rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp. Mày chút để quay xa tí chứ gần nó chạy mất tiêu. Quay nó quay xa tí đi lại gần hiện nó chạy mất tiêu. Con gà nó chạy nhanh lắm để. Trời đây là mấy cái con vịt sim của thằng Độn à. Đây là mấy con vịt sim của hàng độ nha. Đây là mấy con vịt sim của hàng độ. Đây là con gà trống nha. Con gà này rất là đẹp. Con gà này đẹp nhất. Ok, để quay gà trống của hàng độ cho anh xem. Để quay con gà trống của thằng độ cho anh xem. Ok, con gà trống công nhận nó vừa đẹp, nó vừa ngầu. Công nhận mà nó vừa đẹp, nó vừa ngầu nữa chứ nữa. Ngầu. Đây là có hai con vịt mái với hai con vịt trống nha. Hai con vịt mái, hai con vịt trống luôn. Đây là màu đen con trống nha bạn ạ. Có con vịt sim nè. Coi đây là 8 9 con vịt sim, hình như 8 9 vịt sim nha bạn. Nhìn cũng không rõ nữa. Không rõ nữa. 8 hoặc là 9 vịt sim nha bạn. Không rõ nữa. Không mặc kệ nha bạn. Đây là mấy vịt sim của nó nè. Con này con gà trống coi. Gà qua đây quay mấy con gà ông Tảo với con máy cho này. Giật hết hồn.
đừng có nói là con gà mới gà trống nó mới vừa đá vừa sim nha, đừng có nói là con gà, con nói là con gà trống nó mới vừa đá. Đây, đây là con gà Long Tảo, đảo bạn, gà Long Tảo rộn. Coi để xuống quay luôn. Đứng xa xa, đứng xa xa. Đây là một cặp gà Long Tảo bạn, theo con gà Long Tảo, Long Tảo đó, các bạn nhìn cái chân nó bự luôn. Cái chân đó, nó rất là bự nhiều cái chân nó cơ bắp luôn, cái chân nó cơ bắp luôn nha bạn. Một con gà Long Tảo, một cặp gà Long Tảo này hình như nó đều chị em luôn. Con một con gà trống nhỏ là dư một con gà mái bự. Cái mái mái cũng là mái Long Tảo luôn mà mái bự nha. Như cái con gà trống Long Tảo này nó xanh xao bạn, nó nhỏ. Đứng xa xa tới tới đứng 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 gần 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 chạy mất tiêu. Coi đây là cái con gà trống Long Tảo, đây con gà này, con gà này gà trống nha, còn cái con gà kia Long Tảo là gà mái nha, con gà này gà mái, con gà này gà trống, con gà trống nha, gà kia gà mái, cái con gà mái này nó xanh trước bạn, nó lớn tháng rồi, còn cái con gà trống này nó xanh sao nó nhỏ xíu mình, cái con gà Long Tảo các bạn để cái chân của nó các bạn sẽ thấy cái chân gà Long Tảo. Chân gà Long Tảo thì nó bự hơn cái chân gà thường nhiều. Nó bự nó cơ bắp, cái chân gà Long Tảo vừa bự vừa cơ bắp nữa, cơ bắp. Gà mái nó xanh trước, gà trống luôn, gà mái nó xanh trước. Còn to nhá. Rồi đây là con gà mái trên cái cổ này đang ấp trứng nha, con gà mái nâu, con gà mái dưới là con gà mái màu màu đen nha. Rồi mấy gì? Nó ăn chủ cây chứ, lập cây gì nhá nhỏ ăn chứ. Sao nào, sao nhỏ đi. Đây là một cặp gà tảo, con quay con miếng gà mái hơn chứ con gà con các bạn xem. Đây là con gà mái. Đây là hơn 8 con gà gà con nha, gà con mà gà con đẹp đẹp. Đẹp đẹp thôi. Cũng khá là đẹp. Nhưng mà mấy bạn thông cảm lại xíu nha, gà mái nó treo à, lại bạn nên để quay không có rõ, không có rõ bạn, mong mấy bạn thông cảm lại. Chấm mấy gà sao rồi đâu? Không không. Mấy gà sao nó ra trường? Gà chưa cứng cắp ra trường vậy? Không có cũng khô chân á bạn. Không khô chân. Cái con hồi sáng rút rồi. Trời, gà con đẹp đẹp, đẹp đẹp thôi, đẹp đẹp luôn. Rút cần hết à? Thì cái kỳ xích đó, gà mái nè. Mấy bữa gà không có ăn rồi, dở nằm ngủ. Ấm. Tập cái kỳ xích này. Đây là con gà con màu vàng, gà con màu đen, đen màu. Nói chung gà con hôm nay đây thì của mấy gà con khác nữa, nhìn cái mấy gà con khác cũng nó nốc mỗi lần, nên dần quay không rõ. Đó là để mình nói bạn không cảm. Đúng rồi. Ok con gà gì? Mấy gà và con đẹp đẹp luôn. Về làm giống gì sao con không cho? Cái gì mà cái này là của bà ngoại đó. Cái gì mà té vậy, cái gì? Cái trời gì nè. Không biết con đây đã là con làm. Làm chuồng hay gì? Con
Ừ, mấy bạn thông cảm lại xíu đi, cho giọng gậy ngày hôm nay thấy chán chán rồi nên nó buồn buồn tiếng tiếng nên mấy bạn thông cảm nha. Miếng gà hăng, gà lông tảo, miếng gà, gà miếng gà, gà lông tảo. Dễ nuôi à, dễ nuôi à. Dễ nuôi à? Ừ, dễ có tưởng khó nuôi, có tưởng nhìn. Cái đây là mang xì. Ừ, chém chết luôn. Chém chết luôn. Chém chết luôn. Cây. Cây. Nó gì đó thấy đó. Ý ngay lông tảo. Bọc đó đó. Ủa? Còn ai thấy đây vậy? Ôi trời, ôi trời, nó sợ quá. Còn một cây, gà lông tảo. Một cây gà kia, mỗi gà kia, đứng ở ngoài quay được. Gà con đông đợi rồi, có con gà mẹ nó mấy. Bắt ra đây được. Ê, nó khùng, nó khùng lông rồi. Có sao, con này hàng khô à. Bắt được. Trong đợi gần cái này mơ muốn bắt một chút lần đợi gần. Không được. Con nằm im rồi. Con khoái con màu vàng. Thì nó nhoi 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 nhoi. Nó khác gì không hả? Nó nhoi quá nhỉ. Đợi vàng nó nhoi. Đợi vàng nó nhoi, đúng nhoi luôn. Cô te, cô mới nhoi phải. Cô te luôn, đúng rồi cô te. Cây con gà vàng nhìn rất là cu te nha các bạn. Cu te phải, cu te. Con phải quay gần cho bạn xem. Con phải quay gần cho bạn xem nha. Để mong mấy bạn. Đừng bao, sợ, mệt lạ sợ. Kinh, để mong mấy bạn cũng thông cảm rồi. Tại con gà mái hay mái, mấy nó che mấy gà con kia lại nên mình quay không có rõ. Ừ, nhưng mà mời mấy bạn xem video. Gà con nó cạp rồi kìa. Thông cảm. Không cảm nhận xíu là tại giọng của lại hơi chán xíu nè. Các bạn nghe nó lạ. Giọng của lại nó hơi chán chán xíu nên nên các bạn nghe. Nên đi các bạn nghe giọng đệ hơi lạ xíu. Nó chủ mà nó lỏ. Nó cạp gì hai kìa. Trời, con gà đây một con gà con màu đen nha, đây là con gà con màu vàng. Như hiệu luôn. Như hiệu luôn. Trời. Mà thấy ông Thiên kỳ dạng vậy. Mà anh đâu ăn tưởng có không ai không ai người đâu. Em không biết. Em nói thằng Thiên á hay. Mà chồng mấy năm rồi nó không lớn. Không nó vậy đó chứ không phải thấy em hẹn nó nhỏ quá hả. Nó kiếm được em anh nhẹ. Chúng tay em phải. Đừng quá sợ. Cái gì ông cũng chồng cho mấy chân mà không cái đầu đó. Lại luôn. Bỏ ra không rồi. Giao không quên. Coi như là hai con gà lông tảo rồi. Lông tảo, lông tảo. Quay luôn nha, quay xong đăng lên kia mặt nha. Nó nói kênh cũng đợi có hai người theo dõi à. Sao mà tôi quản kỳ. Cái con này sáng nó mổ em mấy lần á. Thôi đừng đụng nó, con nó tăng áp con. Coi những cái con gà má vàng. Nó nhói quá. Cái con màu màu vàng. Vàng đờ đớm thôi, có lưng đừng kẻ màu đen. Kẻ màu đen. Màu vàng nó cứ không kén chị. Chị biết hồi sáng nó gượt ra đen sao chị ngượt gì chị? Nó đi xíu mà nó té cái ợt cái, rồi đứng dậy cười tiếp. Hai con gượt viên vòng trưởng chị. Nó chạy, mà nó chạy không có được. Ủa đi. Cái gì vậy? 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 Cái gì vậy?
bỏ không à. Thao thao đừng có tắm chuồng. Đó, đường lâu con gà mẹ vô giữa chuồng. Cái này ở ngoài đây là lâu được, là con được lâu vô giữa chuồng. Bảy ơi. Mấy ơi, mấy gà 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 này mấy con vậy bảy? Hả? Không biết. Con mất có hai con hả? Tôi giờ không thấy đường, nó không đứng gì đâu, biết nó mấy con. Nó che lại. Nó ấm nè. Nó che. Có ba con ngoài nè. Con là già nhìn nó nhoi nhất là mới biết rồi. Nó nhoi. Mệt lắm, không chạy chạy xíu mà. Mày vô được cái lòng nó xíu à. Cái tay con na kìa. Dạ. Con tay con na đâu con gà giữa giữa vô đâu được. Làm gì? Thôi cho nó gà con hay gì? Chuột bỏ sợ này kia gà con mà nó nhào con. Chuột nào mà vô được? Ba ba. Mẹ mẹ chuột nó vô được mẹ cặp con gà mái. Gà nó thiết gà. Gà mái người á mà nó quen người còn cái này á. Còn cái gì nó trắng mà đây bữa không vụ mấy rồi. Dạ. Nó kẹt ngắt rồi. Con chuồng của hổm trong mà. Con kêu sợ. Con chim là cái chuồng của chuồng nó mới làm gì. Nó cái chuồng đó. Chuồng bên đó đâu phải, chuồng bên kia á, chuồng kia. Con gà già nó chui vô không được hay gì á, gà mái thấy nha. Nó giờ tan chơi cái đồ. Coi. Gà yếu, hai gà yếu rồi. À, trên đây là có một con gà vàng nha các bạn, nhưng cái trứng chưa nở nha, một cây cầm cậy. Nước, cái nắm nấu nước mà khách đi cho nó.